Thưa quý vị, trong khi thị trường bất động sản khu Nam thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng giảm nhiệt do chưa giải quyết tốt vấn đề hạ tầng giao thông và khu Đông thành phố thì có mật độ dự án bất động sản dày đặc và giá bán ở mức cao thì thị trường bất động sản ở khu Tây thành phố Hồ Chí Minh lại đang ngày càng phát triển với sự tham gia của hàng loạt chủ đầu tư tên tuổi để đón đầu lợi thế từ những dự án hạ tầng giao thông đang được thành phố triển khai tại khu vực này. Thống kê của công ty tư vấn bất động sản CBRE cho biết, trong quý 1 năm 2017, thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh đón nhận thêm 5.083 căn từ 21 dự án, trong đó có 6 dự án mới. Đáng chú ý, lần đầu tiên CBRE ghi nhận khu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh vượt lên dẫn đầu về số lượng căn hộ chào bán với hơn 1.800 căn, chiếm 36% nguồn cung toàn thị trường. 3 trong số 6 dự án ở phía Tây thành phố Hồ Chí Minh được chào bán lần đầu trong quý 1 2017. Báo cáo về thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 2017 của công ty cổ phần bất động sản Danh Khôi Á Châu cũng cùng nhận định với CBRE rằng thị trường nhà ở tại khu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh gồm các quận 6, 12, Bình Tân, Tân Phú, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi đang có sự bứt phá so với vài năm trước đây nhờ hàng loạt dự án hạ tầng được đầu tư kéo theo sự phát triển của thị trường bất động sản khu vực này. Danh Khôi Á Châu ghi nhận thị trường căn hộ đang dịch chuyển vị trí nguồn cung. Nếu trong năm 2016, các dự án căn hộ tập trung chủ yếu ở khu Đông, chiếm khoảng 31% toàn thị trường, thì đến quý 1 năm 2017, thị trường ghi nhận sự trỗi dậy của khu Tây khi khu vực này chiếm đến khoảng 49% nguồn cung, với khoảng 3.500 căn hộ. Sự dịch chuyển từ khu Đông sang khu Tây đó là về cái nguồn cung và nguồn cầu. Khi mà giá trị bất động sản tại khu vực phía Đông nó đã ở mức thiết lập ổn định và ở mức độ cao hơn so với lại cái trục Võ Văn Kiệt ở khu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, thì ở khu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay là hạ tầng cũng khá là tốt, tiện ích dịch vụ, tất cả mọi thứ đã phát triển, đồng thời là giá trị bất động sản còn khá là mềm hấp dẫn. Chính vì vậy mà sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư cũng như là nhiều nhà khách hàng có nhu cầu ở thực, họ quan tâm đến khu vực này. Theo ông Phạm Lâm, tổng giám đốc công ty bất động sản Danh Khôi Á Châu, chính trục đường Võ Văn Kiệt, trục đường giao thông huyết mạch kết nối khu Đông với khu Tây đã tạo nên diện mạo mới cho toàn khu, giúp khu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng kết nối với khu Đông thành phố và khu vực trung tâm. Một số công trình nâng cấp các tuyến đường như đường Kinh Dương Vương, An Dương Vương và chuẩn bị khởi công tuyến đường Vành Đai 3, giúp giao thông khu Tây Sài Gòn kết nối với các quận nội thành và Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thuận tiện hơn, đã tạo sức bật cho bất động sản khu vực phía Tây thành phố. Ngoài ra, việc các tuyến metro số 2 Bến Thành, Tham Lương, tuyến metro số 6 Bình Phú kết nối giữa tuyến metro số 3A Bến Thành, bến xe miền Tây tại vòng xoay Phú Lâm và tuyến metro số 2 tại Bà Quẹo đang trong quá trình hoàn thiện cũng là thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư bất động sản nhờ lợi thế hiện hữu về hạ tầng mà các dự án này mang lại. Phía Tây khác hoàn toàn khu Đông và khu Nam. Khu Đông và khu Nam thì nó đã có hạ tầng, nó được ưu đãi về vấn đề hạ tầng nên là nó phát triển trước. Còn hiện tại thì khu Tây bắt đầu được chú trọng về hạ tầng. Thì tôi tin chắc rằng là sắp tới đây khu Tây sẽ phát triển song song với hạ tầng. Tại vì khu Tây thứ nhất là có quỹ đất lớn đã được là đất sạch, và cộng thêm nữa là giá ở khu Tây vẫn còn ở thời kỳ sơ khai, nên là tôi tin tưởng rằng là năm 2017 là cái năm phát triển nóng ở thị trường bất động sản khu Tây. Sức bật về hạ tầng giao thông đã giúp khu Tây thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến đầu tư của các ông lớn bất động sản uy tín. Điển hình là quận Tân Phú với nguồn cung nhà ở tăng trưởng nhanh dọc tuyến metro số 2 và đi qua các trục giao thông huyết mạch của quận. Hiện tại, quận Tân Phú đang có gần 30 dự án nhà ở, với 50% số dự án đã hoàn thành, 40% dự án đang triển khai xây dựng và 10% dự án đang tạm dừng hoặc chưa thi công. Với hàng loạt tên tuổi các nhà phát triển bất động sản đang có mặt tại khu Tây bao gồm Novaland, Đất Xanh, Nhà Mơ, 577. Các chuyên gia dự báo, nếu các quận huyện tại khu vực phía Tây tận dụng tốt lợi thế về hạ tầng, thì thị trường bất động sản khu vực này sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ. Những cái khu vực phía Tây đang chứng kiến sự tăng trưởng lên về nguồn cung như nguồn cầu dựa trên những cái yếu tố cơ bản, đó là một, cơ sở hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện ở khu vực này, và hai là quỹ đất hiện tại còn tương đối nhiều và giá đất phải rẻ để hỗ trợ cho các chủ đầu tư trong việc phát triển những dự án có mức giá trung bình và vừa túi tiền cho phần lớn người dân. Thì chúng tôi cho rằng những cái dự án, những cái phân khúc nhà vừa túi tiền sẽ là xu hướng phát triển của thị trường bất động sản trong giai đoạn tiếp theo. Một điểm sáng trong bối cảnh cạnh tranh của thị trường bất động sản khu Tây thành phố Hồ Chí Minh chính là giá bán. Đa phần các dự án tại khu Tây thành phố đều có giá khá mềm, phù hợp với nhu cầu ở thực của phần đông người dân thành phố. Khu vực phía Tây do đặc thù có nguồn lao động di chuyển về từ các tỉnh nên nhu cầu nhà ở phân khúc trung bình, vừa túi tiền chiếm ưu thế với giá trị sản phẩm ở ngưỡng trên dưới 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, giá nhà đất ở khu vực này chỉ trên dưới 20 triệu đồng một mét vuông, thấp hơn nhiều so với khu vực khác. Nhờ sự khác biệt lớn về nguồn cung so với khu Đông và Nam, nơi chuyên phát triển các sản phẩm bất động sản cao cấp cho giới trung lưu và nhà đầu tư, nên thị trường nhà đất phía Tây được đánh giá là sẽ kém sôi động, nhưng phát triển bền vững hơn các khu vực khác. Ngoài sự khác biệt về giá, khu Tây vốn tập trung đông dân cư, với cơ sở hạ tầng xã hội, trường học, bệnh viện, hệ thống chợ, siêu thị được đầu tư phát triển thời gian qua, sẽ đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của dân cư hiện tại và người dân ở quận huyện khác chuyển về đây sinh sống. Thêm vào đó, ngày càng nhiều tiện ích xuất hiện tại khu Tây như cụm rạp chiếu phim Galaxy, trung tâm thương mại Aeon Mall, siêu thị Big C, Co-op, công viên, trường học, bệnh viện đã mang đến diện mạo mới cho khu vực này. Xung quanh gần đây là có những cái khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim rồi này nọ hết. Mà những cái đó trước đây là phải đến khu vực quận nhất này nọ thì mới có thể gọi là được enjoy, được thoải mái. Thì giờ những cái tiện ích đó nó cũng đã tiến gần tới những khu vực như này rồi. Và giá ở đây thì thấy là cũng khá hợp lý. Sau này ở đây là có cái dự án như là tuyến metro số 6 hoặc là dự án đường mở rộng 30m, cho nên mình đi rất là thoải mái. Thứ hai là ở xung quanh đây tiện ích rất là nhiều. Chẳng hạn như là mình sẽ đi rất gần để mình đến Aeon, hoặc là cấp mát mình bước xuống là đó là cái dự án cái siêu thị Auchan của Pháp. Rồi xung quanh đây cũng có hồ bơi nè, công viên, đều có đầy đủ hết. Dù được đánh giá là khu vực đang được đầu tư sôi động, mức sống dân cư tăng nhanh và tiện ích hạ tầng đồng bộ, tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo, thị trường bất động sản khu Tây vẫn còn khá mới, nên nhà đầu tư và người mua nhà cần thận trọng lựa chọn nhà đất, tránh rủi ro khi đầu tư và sở hữu, để đảm bảo lợi ích của chính mình. Đặc biệt, nhà đầu tư và người mua nhà cũng cần thận trọng trước cơn sốt đất nền tại các huyện phía Tây thành phố như Hóc Môn, Bình Chánh, sau thông tin nâng cấp từ huyện lên quận khiến giá đất tăng chóng mặt thời gian qua.